Phúc Bình Dương Vlog và Phúc Phước Đức Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em. Chúc mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công nhé. Mọi người xem clip của Phúc hãy nhấn like và share với subscribe nhé. Hãy nhớ nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều, yêu mọi người nhiều. Xin chào các bạn nha. Hôm nay Phúc làm món đó là hào đá chuông hấp cách thủy các bạn. Đây là hào đá nè, người bạn ở Cà Mau gửi tặng Phúc á, để ăn các bạn. Còn đây là trứng gà ta, trứng gà ta các bạn. Còn đây là rừng và xả các bạn. Còn đây là củ hành tây, củ hành tây các bạn. Đây là táo đen, kỷ tử, thục địa, đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo từ Phúc cắt ra để phơi khô các bạn. Còn đây là vỏ quế, quế khâu á. Đây là rừng đẳng sa mỡ các bạn. Tôi giờ Phúc dụng máy để bắt đầu trộn những gia vị lại để hấp nha. Đây đây các bạn, đây là trứng gà. Mình lấy hai trứng mình trộn với gia vị nha. Còn trứng cuối cùng mình để đổ lên lớp mặt các bạn. Để khi mà trộn gia vị xong rồi mình đổ một trứng lên trên các bạn. Phúc cũng nói luôn, đây là một món hào, hào đá hay hào sữa cũng được. Thì các bạn làm những cái gia vị như thế này, đây là kỹ tử các bạn, thì ăn nó tăng cường sinh lý rất tốt các bạn. Đặc biệt dành cho những bạn, đây là táo đen, những bạn mà yếu sinh lý các bạn. Đây là thục địa nè các bạn. Còn đây là củ hành tây nè các bạn, củ hành tây các bạn. Và bỏ vào vài lát gừng nha các bạn, để nó bán mùi tanh nữa các bạn. Đây là vỏ quế, mình bẻ ra vỏ vào luôn các bạn. Còn đây là đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo các bạn. Phúc phơi khô rồi, mình trộn lên đi. Cái món này Phúc chia sẻ để cho những cái bạn mà bị yếu sinh lý á, các bạn cứ ăn thường xuyên rất là tốt các bạn. Đây là đẳng sâm và ớt. Bây giờ Phúc sẽ cắt ớt và đẳng sâm vào luôn các bạn. Đẳng sâm này mình sẽ cắt ngắn ngắn thôi các bạn, vừa ăn các bạn. Cái món này nó bổ dưỡng và tăng sức đề kháng, đặc biệt là tăng cường sinh lý nha các bạn, nam và nữ luôn các bạn. Cho nên là cái món này Phúc chia sẻ dành cho những cái bạn mà bị yếu sinh lý các bạn. Các bạn cứ ăn liên tục trong vòng một tuần lễ, các bạn sẽ thấy sinh lý các bạn sẽ cải thiện các bạn. Các bạn cứ ăn liên tục một tuần đến 10 ngày nha. Thì những cái gia vị này nè, thì nó còn thiếu như là đương quy, với lại là đây nước mắm các bạn, với lại là đổ trọng nữa các bạn. Tại vì bữa nay Phúc hết rồi nên là Phúc không có niêm các bạn. Với lại là tỏi đen nữa các bạn. Đây các bạn, các bạn ăn khẩu vị sao thì các bạn cứ nêm theo khẩu vị của các bạn nha. Đặc biệt Phúc là không có ăn bột ngọt, cho nên Phúc không có nêm bột ngọt. Mình trộn cho đều lên các bạn. Mình trộn cho đều lên rồi cái mình đổ cái con hào đá vào các bạn. Hào này là hào đá nha các bạn, không phải là hào sữa nha. Nghe người bạn nói là cái con hào đá này dinh dưỡng nó cao hơn cái con hào sữa gì đó, nhưng mà để Phúc ăn thử xem nó ra như sao các bạn. Mình trộn cho đều lên các bạn, xong cái mình sẽ đổ ra cái dĩa.
rồi mình đổ đập một cái quả trứng gà lên trên nữa các bạn, là mình bắt đầu đi hấp cách thủy các bạn. Đây này các bạn, Phúc đã đổ ra ngoài dĩa rồi, thôi giờ Phúc sẽ đổ trứng gà lên trên mặt nha các bạn. Giờ mình sẽ đánh cho cái chồng đỏ trứng gà nó đều, xong cái mình đổ xuống các bạn, mình đổ trên lớp mặt các bạn của hào đá các bạn, để cho hấp tí xíu nữa đó. Đây này các bạn, đây là cái nồi hấp rồi các bạn, mình đổ nước ở bên dưới và mình bỏ rừng, mình bỏ rừng và xả vào nha các bạn, rồi mình đổ nước vào mình nấu, nó sẽ tăng cái hương thơm lên các bạn. Mình cắt xả ra, cục cục ra đi, ngắn ngắn đi. Rồi mình đổ nước vào, rồi xong mình sẽ nấu cho nó sôi, nó gắt thơm các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nước vào các bạn. Nước này Phúc đã đun sôi rồi cho nên là nó mau nóng lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái vỉ này lên trên, rồi mình sẽ đổ cái dĩa hào đá vào nha các bạn. Đây nè các bạn, cái nồi này Phúc nãy Phúc cầm cầm sao rớt nó mớp luôn. Đây nè các bạn, dĩa hào đá đã trộn đầy đủ gia vị trong đây rồi các bạn. Xong rồi bây giờ mình sẽ để nắp lại và chờ khoảng 20 phút để cho con hào đá nó chín nha các bạn, với lại những cái đẳng sâm, kỷ tử và táo tục địa cho nó chín nha các bạn, 20 đến 25 phút nha các bạn. Là cái món này Phúc hỗ trợ chia sẻ để hỗ trợ sinh lý các bạn, rất là tốt các bạn. Đây nè các bạn, nãy giờ cũng được 25 phút rồi, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Wow, đây nè các bạn, nhìn hấp dẫn các bạn, thơm mùi thuốc bắc quá trời luôn các bạn ơi. Thôi giờ Phúc sẽ mời các bạn cùng dùng với Phúc nha, chúc các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ, subscribe ủng hộ Phúc nhé. Đây nè các bạn, Phúc đã dọn ra bàn rồi. Đây nè, đây là hào đá cách thủy cùng với trứng gà ta nha các bạn, với lại đẳng sâm nha các bạn. Còn đây là nước mắm ớ lỏng, nước tương ớt các bạn. Thôi giờ Phúc xin mời các bạn cùng dùng với Phúc nha. Phúc sẽ hẹn các bạn những clip sau ở ngoài rừng tràm hoặc là cầu thang để những cái cảnh thiên nhiên nó đẹp hơn các bạn. Tại nay Phúc có công việc bận rộn á, cho nên không có đi ra ngoài rừng tràm được các bạn. Thôi Phúc chúc cho các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc nha. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ, subscribe ủng hộ Phúc nhé. Hãy nhớ nhấn chuông để nhận thông báo khi phát clip mới nha các bạn. Bye bye các bạn, tạm biệt các bạn nha.